Chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh Cuộc Sống Hậu Giang Vlog của mình. Hôm nay mình chuẩn bị cho ngày Tết á, mình đi về quê á, mình kiếm dưa hấu về mình ăn nha mọi người, với chưng mình chuẩn bị bông để mà trưng Tết. Mong mọi người xem video ủng hộ cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người năm mới dồi dào sức khỏe, ăn khang thịnh vượng nha. Mạnh ăn phát tài phát đạt, gia đình hạnh phúc. Mua ai có mua bán thì mua mau bán đắt. Mong mọi người xem kênh Cuộc Sống Hậu Giang, ủng hộ cho mình để cho kênh mình được phát triển. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Có gì sơ sót đó mong mọi người thương tình bỏ qua cho, tại vì mình cũng chỉ mới thành lập kênh cho nên chưa có hiểu về kinh nghiệm. Mong mọi người ủng hộ giúp đỡ cho mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cũng dừa tiện kiếm dừa chưng nha mọi người, dưa hấu vàng 25.000 một ký tại vườn bán lẻ nha mọi người. Lựa đi nghe, về không có đổi thừa nha, lựa không có đổi thừa tôi nha. Trái đó đó nè, mấy trái này nè không lấy, trái gì cho dài dài á đừng lấy trái tròn, trái dài á đừng lấy trái tròn nè, mấy trái này là ngon á. Dưa này dưa vàng nè mọi người, ở trong đám bắp quá trời đám bắp luôn. Ở đây là xứ người ta trồng dưa hấu với bắp, tỉa bắp với dưa hấu không à, đa số vàng phố qua. Đây là cái trồng dưa dữ lắm luôn, vịnh vịnh nó ngay nhất. Đây nhiều, đây đám dưa hấu của ông Tám bữa nay mình về quê mình quay đám dưa hấu của mình nha mọi người. Ở đây là người ta trồng dưa hấu dữ lắm luôn. Đây là lộ nha mọi người, lộ Nam Sông Hậu, đất quê nhà mình nha mọi người. Đó đất của mình đó, vườn mít với chuối không à. Tết người ta về quê dữ lắm nha mọi người ơi. Còn còn nhiều không bà Tám? Chồng con ổng đi sợ dưa hấu, sợ xịt thuốc á, ổng không dám ăn. Nhất nó nói nó dưa hấu nó không có xịt thuốc rồi ổng xuống mua ăn, ổng sợ thuốc dữ lắm. Trời bắp ngon quá trời. Quay bà Tám xe cộ. Ơi 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 ơi, sao vậy? Vì sao mà làm ăn gì trời? Cánh đồng dưa hấu. Chưa hết sao mà cắt chồi trời, hồi người ta lại căng hết trơn rồi, cắt chồi làm gì?
bán từ đây một chút nữa là hết nha, đi vô ăn Tết nha. Hồi ra xe tải lại căng cái hết trơn à. Tết nhậu bia. Dạ ra ổng dưa hấu kia ổng sợ xịt thuốc, ổng dám ăn rồi ra đây đặng lấy dưa hấu nhất về ăn không có xịt thuốc. Đã kiếm dưa hấu về chưng Tết nha mọi người. Dưa hấu vàng đem về nhà nha mọi người. Về nhà đây, dưa hấu xanh. Dưa hấu này không có xịt thuốc nha mọi người, cho nên á mình mấy đi về với quê nhà mình lấy xa lắm, 30-40 cây số, nhưng mà mình nó không có xịt thuốc, mình ăn cho nó bảo đảm bắp cũng vậy luôn. Đây. Mình mua gần 40 kg dưa hấu xanh á. Cái dưa hấu vàng 20 kg về mình chưng. Còn là dưa hấu xanh mình ăn tại vì không có xịt thuốc đó nha mọi người. Còn đây là bông. Bông mình sáng mình mua 40, gần 40 chậu, ba mấy chậu. Mua ớt nữa đây. Về đang mình chưng Tết nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Một chậu có 15 ngàn nha mọi người. Rất là rẻ, bán tại nhà luôn. Mình đi công chuyện mới về rồi, xong rồi mình nó dẹp ra mình chưng nha mọi người. Bông chậu có 15 ngàn.